đi đây nó sống à, đi chơi đi lấy cái này. Đứng đứng lại, đứng đứng lại rồi. À, thấy chưa? Đã. Hello. 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 Mình lấy cho nó coi, lấy cho nó đi. Mình dướng quá. Đó. Em ăn được 2 miếng không đi? Ăn được 2 miếng không? Ừ. Mày 2 miếng đây không? 2 miếng không? Được ăn được mấy miếng? 2 miếng rồi hả? Ừ. Em thích em thích em bé này không? Em bé đây là gọi em bé gì? Gì được tên hả? Ba mua ở đâu em nhớ không? Ba mua cùng cùng yêu quần giáo luôn hả? Đó, quá dễ thương mọi người. Đi biết hát không? Trước kia Ly có nghe ba hát không? Ngồi coi hả? Ly coi chưa? Ít có coi lắm. Ít có coi lắm. Quá dễ thương luôn. Ít có coi lắm. Biết anh này kia không? Anh kia là anh gì? Anh nói tên gì? Anh nói tên gì? Đâu hả? Anh nói tên gì? Ba đang... Ba đang còn ở bên phim trường. Đó, với lại gọi là chị Ly ha. Chị Ly. Chị Ly. Đây Ly. Chào chị Ly đi con. Chào chị Ly, đó, chị Ly đi. Hôm nay thấy chị Ly chào chưa? Đó, Ly chào đó. Con ta con chào bác ấy, chào bác Niêu. Chào bác Niêu. Bác Niêu chào con. Đi vợ nha mai mốt. Mai mốt ba 35 thì dẫn đi đi hát. Rồi hai mẹ con về nhà cẩn thận nha. Ok ok bye bye. Ly biết cha Long lâu chưa? Dạ biết hả? Rau dừa kìa, rau dừa kìa. Rau dừa lỏng ống một cái thì tới công chuyện luôn. Ở ngoài này nó mát hơn trong nhà đúng không? Hả? Đúng không? Nhà nóng quá, trong nhà có muỗi nữa. Mà rất là thoáng nha mọi người. Lên này lên 4k nè. Còn 1080. Em đi chứ. 4k mình tải về rồi. Không nó có thẳng trong máy luôn. Trong cái cam 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 theo máy của nó, phòng mềm theo máy luôn. Lấy cái thằng gâm ra trước đi để coi cô thay đồ. Nhưng mà 1080 như máy anh mà đẹp hơn đúng không? Đúng rồi. Thế là còn phản cảnh nào cho em Ly không? Sáng mà. Dạ. Em Ly đây nè. Nhưng mà cái màu hơi nhạt thôi. Màu nhạt. Rồi chỉnh do mình chỉnh màu đó. Không, cái này đâu chỉnh màu được đâu. Cái cam cam video nó đâu chỉnh màu được. Đúng rồi. Cầm nói sao mình có quá vậy hả? Ý là chỉ mà mình chỉnh màu là chỉ chỉnh hình nền đúng không? Không không. Tại cái cam nó vậy bây giờ cho ông chưa chỉnh sửa nữa không được. Trừ ra khi nào mà làm trên phần mềm Photoshop trên máy tính thôi. Đúng là điện thoại mỗi cái mà ra mỗi khác nhau, không có gì giống nhau. Em thích bạn nhá, hát thằng nhất Ly. Như máy em như vậy là đã ok rồi, còn máy anh yêu nữa còn ok hơn gấp máy anh yêu phải gấp 2 lần cái máy em. Nét không phải gấp 2 lần. Chứ cái 30 triệu với cái mười mấy thì đó gấp đôi nó mua nhiều. Cái này mua 13 triệu đúng rồi, mới ra anh cũng mua cái đó đó 12 triệu 96 Reno 6 5G còn cái kia không
6 nó kêu 666. Ta ta cho thoát đi. Ta cho thoát đi. Nãy giờ đường trơn nha. Ta thoát đi. Trong nhà nó thúi. Đứng cho mát cái này ha. Ông ra cảnh này đẹp quá anh yêu ơi. Đúng rồi. Tuyệt vời. Phải lấy cảnh ra xong đem cho để đẹp hướng. Ta đi mát quá hả? Khi nào mà cha tao quay là mình tắt luôn nha. Để giúp nhà của cha. Máy chạy nè, máy chạy em cái tự tay cái hộp lên nha. Tao coi cảnh của cha nè. Đây cảnh cha quay. Rồi tắt liền. Nó tắt đang đi. Ăn được 2 miếng rồi đi. Thích con cúp bế này dữ lắm. Cúp bế đó. Đó bà thấy không? Đó là bà mua, bà mua cho. Bằng nó luôn rồi đó. Nhưng mà rất là hợp. Dịnh cảm cúp bế này rất là hợp. Rất là đẹp nha. Đúng không? Đi nói là 31-35 vừa Mỹ mua chiên cá. Cây này giúp em với em quay cái ngay trước cửa này. Làm cho anh cái quầy. Đúng rồi, làm cái xin đó cho anh đi. Làm cái quầy đây đi. Làm trời luôn, chiếc xe của chị Hương bị mưa vô luôn. Ghế này được không? Thở kính. Ghế này được rồi. Ướt nhẹp ở trong luôn. Ở đây anh bấm kiến xuống đúng không? Bấm kiến cho nó nắng á, đừng cho hầm đó. À. Xong phên luôn. Chị Hương ơi, chị ở xe này có chị Hương. Biết ly đắp cảnh gì không? Không biết cả. Ly đầu đông đầu. Cảnh này đâu có ly đâu. Nguyên năm. Ông đi. Chị, xe chị bị nước ướt hết rồi chị. Xe của chị á. Đó, chị mở kính xuống lúc trời nắng á, chị mở kính xuống á. Trời mưa để đâu bóng lên đâu. Dính dính rồi ống nước cho anh. Đó cái kính đó, nước nước vô rất nhiều rồi đó. Rồi thụt lùi lại, thụt lùi lại, thụt lùi lại. Lùi lại, thụt lùi lại, rút về. Sầu riêng ký nhiêu anh? Ký 2 triệu. Trời ơi, mắc dữ rồi. Tại sầu riêng ngắm gái mà. Trời ơi. Bà bán 8 triệu ký đó, bà bán hết sạp tới 8 triệu đó. Lát kiếm cái sầu riêng ngon. Này chắc không, này nhà chắc không có trái ngon rồi. Còn trái nguyên. Bị lúng. Chị biết ăn sầu riêng không Ly? Biết. Nhiều á, cả chục ký á. Hơn á, mười mấy ký. Mệt không vậy con? Đó, hoa rồi đó. Không trả lời rất là mệt rồi đó. Rồi đó. Sáng nãy giờ không ngủ đi, ngủ uống giấc cho khỏe. Đó, mà ngồi đây luôn kìa. Trong nhà ta hết trơn, trong nó tối quá. Đi nấy kìa. Cơ. Mà không phải sao? Đi vô bà ngoại. Ơ, vậy hả? Bà ngoại mặc áo bà nội. Là bà nội mà có bà ngoại chứ. Đó, bây giờ bà nội lên một phần cảnh đó. Bé Linh chuẩn bị lên hình không bé Linh coi. Em ơi làm đèn lên cây Cinnabon đây cho tôi bé Linh vô gia gì vậy? Linh là cái người bán sầu riêng mà sang sạp lại của con kia đó. Mấy người nào bán sạp đi sang sạp vậy? Ủa anh Hùng ơi thấy đường này không? Đây là diễn viên mới nha quý vị. Đó. Bán riêng phải sang sạp nha mọi người. Cô này cô bán sầu riêng nè. Công ty chuyện 8 cây mà cô bán sầu riêng riết rồi giờ không còn luôn. Đây là cô gái bán sầu riêng ở trong MV này nha quý vị. Bán lỗ quá mà. Sầu riêng mà bán gì 2 triệu một ký dữ vậy? Linh rồi, lắm rồi. Đó, bác đó bà nội ha. À, bà nội bây giờ vô dai bán sầu riêng ha. Bán sao sang sạp luôn vậy. Qua đây được. Thấy bà. Cho bà làm bán nha. Sầu riêng gì đâu bán là vậy chứ nhìn vậy gọi kỹ vô cái thùng sầu riêng coi có trái nào ăn được không. Còn là vỏ không quý vị coi sầu riêng cuối không vậy mới bán 8 triệu nè quý vị coi nghĩ đi. Ngọc Hoài Thương đó. Đó, dạ, bán triệu. Sầu riêng mà nguyên hai cái vỏ sầu riêng này mà bán cho tôi 8 triệu đồng bạc. Vỏ 8 triệu nghĩ đi con, nghĩ sầu riêng này 8 triệu có ăn được không con?
ăn được không? Con không biết hả? Bây giờ con có nhìn cái trái sầu riêng gì con có dám ăn không? Thấy kỳ kỳ. Con thấy nó hơi kỳ kỳ sao không hả? Trời ơi, cái gì vậy các bạn ơi? Các bạn ơi, mấy các bạn. Bởi vì bà bán sầu riêng riết mà bà đi Âu Đì không đó. Đáng lý phải mua sầu riêng ngon đàng hoàng hay đóng xong để cho tôi khai cho con tôi khui rằng ăn chứ đúng không con? Linh. Dạ. Anh muốn nó nằm trên cái ghế, hai thúng này nằm trên ghế, hai ghế á. Nằm trên cao á, tại vì khi anh Long anh đứng cao lắm là bị trên lệch cái hình. Cái này nó nằm dưới thấp không được. Ghế mà ghế này nó có cái ánh mà. Đó, anh đặt cái tấm phòng đó. Nó có cái ghế kìa. Rồi ok, cảm ơn. Bà mua đó, bà đã mua. Bây giờ để con bé bán sầu riêng ngồi đây trong cái đây rồi nó ngồi đóng sầu riêng con chịu nổi không? Không có bánh ăn ngay ngay trời. Cái xe mình hét cái tiếng sao mà nước tràn vô. Thì nó nè, không biết là mua nó có tiếng ngay. Chào cho thông tin xe xe. Nó đầu nó động xe con anh xong rồi nó nói thường lượng nó sắp vô đã đợi nó bỏ chạy luôn. Bây giờ mình để sầu riêng lên ha. Dễ mà. Biết bản số là xong ngay thôi gì đâu. Cuộc đời đâu có cái gì đâu. Muốn người ta đừng biết thì mình đừng có làm. Đúng không? Mình làm thì đừng bao giờ sợ người ta biết. Chính xác. Chấp nhận chơi là chấp nhận chịu. Đánh tôi là như vậy đó. Đúng không Hoài Thương? Đúng rồi. Đánh Long chấp nhận chơi là chấp nhận chịu. Vậy thôi, không có giấu, không có giếm. Mà số xe là cái trời 5 phút nữa dài biết từng nào liền. Hai đông khé hai hai vỏ sầu riêng mà chị Thương có bán 8 triệu cho nên bây giờ bỏ đi Âu Đì luôn. Âu Đì. Sầu riêng mà 8 triệu mà cho nên là sầu riêng thúi không cho nên nó đi Âu Đì phải rồi. Đó đi Âu Đì luôn rồi. Âu Đì quy 5 mới chịu à. Gặp từng mấy người giống nhiều người giống lắm. Chỉ có mình tôi dạy thôi à. Cho nên mới mua cái sầu riêng này chứ đâu có thằng cha nào mà mua cái sầu riêng này mà 8 triệu. Nó nở rồi. Sầu riêng đấy, đúng không? Sầu riêng mà sầu riêng bị nhúng thuốc nữa. Tới tới bé Ly mà nó kêu thấy kỳ kỳ. Thấy kỳ kỳ. Sầu riêng kỳ kỳ. Nhúng thuốc. Bây giờ muốn bà Linh để ngồi đây. Bà Linh ngồi đây. Bé Ly ngồi chính giữa bán sầu riêng. Thì bán sầu riêng. Bé Ly ngồi không đi? Ngồi luôn. Tham gia cho cô. Tham gia ngồi đây con, ngồi qua thêm bé cô Thương đi. Đúng rồi, tham gia ngồi đây bán sầu riêng thì cho cô Thương đi với bà Linh. Cô Linh là vừa giữ em mà vừa giữ con mà vừa bán sầu riêng đi. Lên được rồi, mời vô nha con. Đứng rồi con. Có chai đứng sau lưng đây. Cầm gấu hả? Không cầm đâu. Ôi, em hả? Đó, thích chắc luôn. Đó, đứng ngồi bán luôn. Quá chừng luôn, trời ơi. Là MV này là tiêu nguyêu đó nghe tôi nói tôi biết nha. Xuất sắc luôn, chụp hình đi. Xuất sắc luôn, số 1 luôn, đưa tay luôn nha. Đó. Kệ, ráng đi con, mua quay cảnh này mình mua cái mặt dây chuyền đeo coi. Cô Ngọc Hoài Thương mua cho cái mặt dây chuyền đeo vô cho nó vừa. Đúng rồi. Cái dây chuyền này nè, kéo áo ra ngoài luôn. Quá trời, quá đắt thôi. MV này là xuất sắc luôn đó cả nhà. Quá trời. Phải như thế nào chứ. Quạt cảnh cho cô Thương nha. Trời đèn rồi nè, rực rỡ luôn. Quá xuất sắc. Nhìn nè con, nhìn nó đây, đó. Trời ơi, ta làm duyên chứ bộ đúng không? Quá tuyệt vời. MV này là bùng nổ nữa. Cháy wheel luôn. Đang máy anh phim này đeo thì nó sáng cho nó phù hợp nha. Ha, ngồi gọn luôn. Biết chứ. Ê, nãy chị chuyện bỏ vào trong cổ nha. Đeo lại liền vậy nè. Rồi quay minh họa lấy ra đúng không? Bán sầu riêng mà đeo vàng nó thấy chưa? Phải vậy mới được. Rồi sao cái này mua sợi dây, mua có mạch chứ. Ừ, có mạch. Tham gia đi con. Tham gia nha. Thiếu nữ rồi đó. Thiếu nữ từ đó 22 tuổi. 22 tuổi. Thiếu nữ của tôi xinh đẹp của tham gia nha con. Rồi, cho miếng son luôn đó. Cười gái. Kêu ông ta mời tôi đóng má sầu riêng mà ông ta miếng son dữ không con? Cười dữ không ha. Cười, cười, cái miệng có duyên ghê. Mà trên mà ăn cơm hết rồi đó. Xuất sắc rồi. Rồi, rồi, ngước cái mặt lên cho cô ơi, cô Nhi make up coi. Xuất sắc luôn. Rồi. Nè em gái chị. À. Ai, cô Nhi make up đi. Đó. Tay cạnh vào hoàng. Quá chừng dễ thương.
Mai mốt á, thì clip nào, MV nào cũng ca sĩ, con cũng minh họa hết á. Con cũng minh họa, con tràn ngập clip luôn. Nhưng mà clip sau của ba là con sẽ đóng là chị Đại. 3, 4, 5, 6 gặt đời co, 10 gặt đời co đi, ẩm chị Đại bước xuống vậy không? Mà đi biết cái mang đi nước ngoài mua mắt kính đen cho chị Đại nữa chứ bộ. Bước về đó tay chỉ vậy chỉ mấy em lết chị không? Trời ơi. Chị cười. Cái thôi nha, trời đẹp lên liền mấy chỗ, trời cười kìa. Cười tưng tưng. Đúng rồi, giậm miếng phấn đi cho cái mặt nó đừng có bóng. Trời ơi, quá chừng luôn rồi. Nói chung giờ bé Lê mà xuất hiện lên kênh nào là kênh đó sẽ view. Quay cho chị Đại thì các em hãy chậm mồ hôi cho chị Đại chứ. Rồi nha, chị Đại nha. Rồi. Đâu phải muốn được phục muốn vụ cho chị Đại là đúng, được dễ, được đâu. Chị Đại đâu nha. Rồi phải sự đồng ý của ba Long mới được. Thôi chết đây chị Đại nha, nói chạy cười hết chưa. Tại vì ưu tiên cho con Ngọc Hoài thương được. Cười nó cười Long. Long nói nó cười. Má hồng không? Đánh. Cho miếng má hồng luôn đi. Cho chị Đại miếng má hồng đi. Lo đèn. Lo đèn là cái gì? Miếng má hồng đi. Đèn lò. Cái nào cái thôi. Cái nữa là hả? Ủi luôn đó. Cho xuống dưới luôn đó. Rồi. Qua đây luôn. Bước ra để cho bà ngoại tôi thể hiện nè. Ok. Anh hồng vô trên. Ok, rồi. Đó, đi đi. Đó, chính ơi. Đứng luôn. Đó. Mình đứng quanh kia hả? Cho bạn này vô luôn được không chị? Được. Đứng ngoài có luôn á. Rồi, con chứ ngồi đó. Rồi, ngoại vô đây ngoại. Bán sầu riêng có con đó. Rồi. Là video này sáng lạng lên liền đúng không? Cháu vô bán sầu riêng. Còn anh Long ở đây vô nè. Cái bọc đen của ai lấy giùm cái anh ơi. Bọc vlog lốc. Nhạc lên thử đi em ơi. Xin lỗi. Đâu rồi? Số 6. Số 6 Vĩnh ơi. Ngoại ơi, ngoại nghe, ngoại thổi giùm con nha. Nếu mà mốt dính tiếng gì cái vụ. Ủa cái này là tiếng hù của ngoại. Chú quá. Bỏ.